ở đây. Dân làng với Mai. What the heck? Ủa đâu ra bác này nữa vậy? Hình như phía trước là cái spawner của zombie hay sao á. Rồi sau đó mình vẫn phải đi trên những hòn đảo để nó dẫn mình tới cái chỗ trái Super TNT. Ủa? Vậy thì Super TNT là cái gì nhờ? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thợ Săn Wither Storm. Và tập trước thì chúng ta đã tìm ra cái bước tiếp theo trên cái hành trình đánh bại cái con Wither Storm cực mạnh ha. Đó chính là mình sẽ tìm cái Super TNT. Và để tìm được nó thì bây giờ mình cần phải đi khám phá khá là nhiều các bạn ơi. Và vô tình ở tập trước mình cũng tìm ra được một cái bản đồ nè. Hay là hôm nay mình sẽ thử khám phá cái bản đồ này coi. Biết đâu công trình mà bản đồ này dẫn tới sẽ cho mình trái Super TNT thì sao? Ừ, cũng có thể lắm. À, và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox cũng như là thử vận may Roblox á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video ấy. Còn bây giờ thì để mình lấy thủy tinh ra cái đã. Những cái này nó sẽ giúp đỡ mình trong việc nâng cấp ba lô. Mình có dư khá là nhiều khoáng sản để chúng ta nâng cấp ba lô rồi các bạn ơi. Và cái ba lô mình cũng cần được nâng cấp ngay bây giờ luôn á. À, nhưng mà mình cần một ít gỗ cái đã. Ok, mình sẽ chặt cái gỗ này ra để chúng ta làm cái bàn chế tạo á. Ba lô đầy tới mức mà không chế tạo đồ nổi luôn mà. Ok, sau đó thì mình sẽ làm trước cái đồ nâng cấp ha, bao gồm là cỡ hai cái backpack tăng nè, kèm theo đó là một cái rương nữa. Có luôn. Giờ thì chỉ cần lấy thêm da nữa hả? Da thì mình có săn bò khá là nhiều trong cái hành trình chạy trốn á, nên là bây giờ không có thiếu đâu. Rồi. Ủa, đủ chưa ta? Dư sức các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần lấy thêm sắt thôi là chúng ta có thể nâng lên cái đồ nâng cấp ba lô bằng sắt nè. Rồi, thử cho ba lô vô coi. Đó, nó lên cấp độ sắt rồi ha. Ở cấp độ tiếp theo thì mình sẽ cần có vàng. À, vàng thì mình cũng dư khá là nhiều. Đầu tư luôn. Đây, nâng cấp vàng, dục vô ba lô. Còn cấp độ kim cương thì sao ta? Thôi kim cương thì khó quá cho qua các bạn ơi, tại bây giờ mình chưa có dư nhiều kim cương á. Nhưng mà cơ bản bây giờ ba lô mình nó to hơn để mình có thêm không gian chế tạo đồ bên trong là mình thấy cũng rất là hài lòng rồi. Thu gom đồ lẹ rồi chúng ta đi tiếp các bạn ơi. Và theo hướng cái bản đồ chỉ á thì bây giờ mình cần phải đi xéo về hướng bên này để chúng ta đi tới cái công trình mà cái bản đồ đề cập tới ha. Ây da, đẳng tiện nghe nghĩa coi coi Wither Storm nó dí theo mình tới đâu rồi. Lúc đầu thì nó đâu đó ở bên hướng này nè các bạn. Ui, hình như nó cũng sắp tới rồi các bạn ơi. Lẹ lẹ. Ơ, trước mặt mình còn là một cái kim tự tháp nữa hả? Ui, dân làng. What? Ủa đâu ra mấy dân làng ở đây nữa vậy? Ôi trời đất ơi. Mà thôi lỡ gặp kim tự tháp thì thôi mình khám phá luôn đi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thử đi tìm bản đồ rồi khám phá công trình coi coi có tìm được Super TNT không á. Ví dụ mà kế hoạch này thất bại thì chúng ta sẽ tiến tới kế hoạch tiếp theo. Đó chính là qua bên thế giới Eder để chúng ta tìm. Ây. Và nó không cho mình đào vô theo cách này các bạn ơi. Bắt buộc mình phải đi theo hướng mà cái công trình này đề ra rồi. Thường thì kim tự tháp nó sẽ có cái cổng hoặc là phía trên đỉnh cũng sẽ có đường xuống. Ui chuẩn các bạn ơi. Có đường xuống phía dưới cơ. Hình như có nước thì phải. Ui trời 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 trời. Chưa gì mà có con nó đánh lén rồi. Mà để an toàn hơn thì chắc mình sẽ dùng một xô nước đi các bạn. Tại vì xa quá mình không có chắc ở dưới kia có phải là nước hay không á. Ok. Giờ thì ui, dưới này không phải là nước nha. Không là cái bẹp rồi. Ủa tính ra nó có cái cổng ở phía trước luôn mà. Trời đất ơi. Thiệt cái tin. Ok, và cái kim tự tháp này thì nhiệm vụ của mình đó chính là sẽ giải đố. Ui căng phết ấy. Không đùa đâu nha. Rất nhiều câu đố đây luôn nè. Ôi giải đố kịp không đây? Thời gian không đã không có nhiều rồi. Mà còn phải giải đố nữa chứ. Ở chỗ này thì nhiệm vụ của mình là làm sao để cho tất cả cái đèn nó sáng lên là được ha. Ui. Hình như giải được một câu đố rồi các bạn ơi. Nó sáng rồi nè. Ồ, không nhất thiết đâu. Chỉ cần lửa chạy nó sáng thôi là được. À, vậy thì ok. Cái này hình như là phải thử thách bắn cung hay sao á. Đúng không ta? Ồ,
Chỉ cần đứng lên đây rồi bắn một cái thôi là được à. Trời ơi, tính ra cái này cũng dễ các bạn. Vậy là còn một câu đố ở phía bên này nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành. Lại là bắn cung à? Ồ. Quay. Khó phết nha. Mình phải làm thật là lẹ các bạn ơi. Hai cái rồi. Úi da. Ý, có con nó đánh lén. Điều cái này bắn cung khó phết á. Làm sao phải bắn kịp cho ba cái chỗ này nó đều phát sáng hết luôn. Một cái. Hai cái. Còn cái chính giữa nữa. Ủa cái nào để kích hoạt cái chính giữa ta? Ui không có cái nào kích hoạt cái cục chính giữa luôn. Ý. Tròn à. Rồi mình tìm ra rồi. Cái chỗ mình đang đứng nè là chỗ kích hoạt được ha. Ê nhưng mà cái thời gian của nó ngắn quá. Mình phải nhanh lên mới được. Ý, được rồi đúng không? Ủa sáng hết rồi mà. Ý, rồi nè. Yes. Mình đã phá đảo thế giới ảo chỗ này xong rồi các bạn ơi. Câu đố đã được giải hết và lối đi cũng đã mở rồi. Hên quá, vẫn kịp tiến độ. Ôi trời ơi. Giờ thì mình sẽ đi xuống tầng dưới. Mình nghĩ trong này sẽ có pha ra ong đó nha, nên là cũng cẩn thận một xíu. Ok, đi hướng này đi. Lối đi cũng không quá to đâu nha. Ôi, có giá để giáp rồi nữa nè. Kho báu. Ở đây rồi, đi rồi. Super TNT. Làm ơn. Tôi cần Super TNT. Ủa sao không có cái nào vậy? Ồ, có vẻ đồ trong đây hơi cổ bắp các bạn à. Phía bên này thì có một cái lối đi bí mật nữa. Chắc là phải đi theo hướng nó chỉ dẫn rồi đó. Ok, chui ống cống đi luôn. Có chừng. Rồi, nó đã dẫn mình tới một căn phòng khác hay sao nè. Có lối đi cũng bí mật không kém. Ui, sao ở đây nhiều lối đi bí mật vậy trời? Nó như kiểu một cái mê cung á các bạn ơi. Chỗ này có rương. Nhưng mà đây là rương 7. Mình nên cân nhắc cái việc mở nó ra nha. Rương 7 mở là hơi nguy hiểm đó. Bên này thì sao? Một chỗ bắt cua. Ok, để mình mở xong rồi chúng ta chạy luôn. À, nó chọi thuốc yếu đuối mình. Chơi mà chơi bẫy người ta. Kỳ cục. Bên này thì sao? Bên này lại là cái chỗ rèn kiếm ha. Ok, mình sẽ rèn cái kiếm mình nó lên sắc bén cấp độ 1 các bạn. Để tăng thêm một xíu đam. Bên này thì thư viện à. Có sách quá trời nè. Sắc bén tiếp. Được ý chứ. Ép tiếp một chập nữa các bạn. Vậy là cái kiếm mình cũng được sắc bén cấp độ 2 rồi. Ngon lành luôn. Rồi, giờ thì chúng ta có thể đi qua những cái hướng khác để tiếp tục cái việc khám phá chỗ này rồi. Ồ, có mặt ong luôn nè. Lấy luôn đi ha. Ok, chỗ ba cua đâu ta? Hình như nó ở bên này lận. Let's go. Rồi, an toàn. Tới chưa? Ui, vẫn chưa tới chỗ của Pharaon nữa. Ây da, Pharaon này sống kín vậy. Chỗ này còn có khu vực nấu thuốc nữa nè. Tiếp tục là một khu vực bắt cua. Ở dưới là mấy cái cục thạch nhũ nha. Lọt xuống dưới là hơi mệt đấy. Ê, cái này như là thử thách bắt cua hay sao nè. Ui thiệt. Ê! No. Ui. Trời. Ui không đúng nhịp một cái là đi liền các bạn ơi. Ê, đúng rồi. Ui da. Ê, cái này thấy vậy chứ không dễ nha. Không quen một cái là đi liền các bạn ơi. Ê, đó nữa. Ê. Quá tam ba bận thôi chứ trời ơi. Thôi mình dùng cách này đi các bạn. Ok, vậy đi ha. Dùng chích lõ hơn xíu. Rồi, giờ thì mình cũng đã vượt qua được khu vực này rồi. Không biết khu vực tiếp theo sẽ là cái gì đây. Toàn là 7 không à.
Một cái thư viện nữa hả? Ủa, và đây rồi, căn phòng của Pharaoh. Kìa, kia là Pharaoh hay sao kìa các bạn. Quýnh Pharaoh luôn. Ôi da, trời, nhiều vậy. Pharaoh nhiều đệ vậy. Yêu, nguyên một binh đoàn để canh giữ cái lăng mộ của Pharaoh luôn. Ây da, Pharaoh hả? Ui dồi. À, giải được lời nguyền rồi nè. Ồ, khi đánh bại được Pharaoh là khu vực này giải lời nguyền liền luôn. Quá đã ha. Dạ, mình phải đánh lẹ nha. Rồi vô trong đập spawner nữa. Có vẻ phía bên trong nó có spawner các bạn ơi. Ê. Lộn. Lấy cúp đạn mới được. Tốc độ. Bên kia nữa. Ok, một cái cuối cùng. Ui da, nó đập mình đau quá. Con nào cũng trang bị vũ khí, áo giáp tận răng hết. Rồi, bước vô đây. Mình ăn căng hết. Ui. Tính ra có cây kiếm mà có dòng gây cháy này cũng lợi lắm các bạn. Đánh nó cứ bị cháy và gây sát thương từ từ nè. Đấy, vậy là xong rồi. Mình đã clear được khu vực căn phòng nơi hình như cất giữ kho báu của Pharaoh. Ê, trời. Chính xác luôn. Lấy vàng trước cái đã. Ok, tiếp theo sẽ là cái rương ở phía sau ha. Để coi. Ủa? Nó cho mình một Echo Shack. Và một cái thanh đao Leviathan gì nữa nè. Wow. Một trái tim. Oh, nó là một cái bùa thì phải. Oh. Đeo vô thử coi. Có công dụng gì không? Hiện tại thì chưa rõ lắm. Ở đây thì mình không thấy nó đeo vô được các bạn ơi. Nhưng mà mình cứ giữ trái tim này đi ha. Còn cái Echo Shack thì nhất định là phải mang theo. Tại vì nó sẽ là cái để giúp mình có thể kích hoạt được cái cánh cổng dẫn tới Twilight Forest thêm một lần nữa. Mấy rương khác coi. Có giáp ngựa đâu nè. Phía bên này. Để coi. Vẫn là giáp ngựa. Thôi cũng tạm được đi ha. Ít ra nó cũng cho mình thêm một cái quyển sách enchant. Để mình enchant vô cây cúp luôn đi. Cho có hiệu suất cấp độ 2. Ngon lành. Bây giờ chắc đã tới lúc để mình rời khỏi đây rồi các bạn. Tại vì nãy giờ mình ở khu vực này cũng hơi lâu rồi đó. Mình sợ là cái con kiểu như Witherstorm nó mò sắp tới đây rồi đấy. Không đùa đâu. Hình như đây là lối ra. Ui chuẩn. Chạy thôi. Ra nghi nghi cái các bạn ơi. Coi nó tới gần chưa. Hiện giờ thì âm thanh thì mình vẫn chưa nghe nó nè. Mấy sinh vật xung quanh thì cũng chưa có dấu hiệu là chạy ha. Nên là chắc nó cũng còn cách mình một khoảng khá là xa đấy. Và sẵn tiện mình sẽ test thử cái thanh đao Leviathan này coi. Tốc độ đánh của nó thì mình thấy nó cũng ở mức được thôi các bạn. Không quá nhanh ha. Nhưng mà mình thấy nó có khá là nhiều dòng enchant nè. Nhất là cái dòng nhặt. Và đồng thời nó còn áp dụng hiệu ứng yếu đuối cho kẻ địch nữa. Đây là một thứ mình thấy cũng khá là hay ấy. Ở đây có khu mỏ hả ta? Có nên không? Thôi. Thời gian không có nhiều. Chắc là mình đi khám phá bản đồ tiếp thôi. Lẹ. Kìa, nó tiếp bên kia kìa các bạn ơi. Oh no. Tin dữ rồi các bạn ơi. Hiện giờ mình gần tới cái chỗ mà bản đồ nó chỉ. Thế nhưng cái con Witherstorm nó cũng gần tới rồi. Bây giờ tốc độ của mình phải nhanh hơn nó mới được á. Không được rồi. Cố lên. Giật lên chính mình thôi. Mong là chúng ta vẫn có đủ thời gian để khám phá cái ngôi đền á. Tại vì trên này nó để là cái bản đồ khám phá ngôi đền các bạn ơi. Mình đoán đây sẽ là một ngôi đền cũng tương đối to cho mình đây. Sao bây giờ mình thấy con Witherstorm nó cũng to dữ vậy? Super TNT thì chưa có loot được. Ây da. Căng rồi. Giờ khá là áp lực luôn á. Và ngôi đền đâu? Chả nhẽ đó là cái ngôi đền mà bản đồ này chỉ ta? Đúng không? Hình như là nó các bạn ơi. Ok, vứt bản đồ đi. Đi xuống luôn. Trời, ngôi đền dưới lòng đất à. Nguy hiểm rồi. Phải để ý âm thanh nha. Ví dụ mà nghe tiếng động con Witherstorm nó tới gần quá là chúng ta bỏ trốn liền. Ở đây hơi nhiều zombie đấy. Đây nè, mình đánh cái là bọn quái nó sẽ bị yếu đuối liền. Thế nhưng mình nghĩ kiếm lửa nó vẫn tốt hơn á các bạn. Ok, mình sẽ kết hợp hai cái cũng được. Rồi, đập spawner và ở trong này cũng có một ít cái đồ lặt vặt nha. Đi xuống dưới lẹ.
Dưới này chắc còn nhiều căn phòng chứa rương hơn á. À, đây đây đây, một trong số đó nè. Đập spawner. Ui có vàng. Bên này tiếp tục là sắt với cả là táo. Có đường đi xuống tầng dưới luôn. Ui, có xương, có xương. Ê ê ê, nó chặn được. Trời đất. Ui, hai con dưới hả? Ba con dưới. No. Trời, đã không có thời gian rồi mà còn bị chặn đường nữa. Ê. Lẹ lẹ lẹ. Có rương không? Ui, sao không có rương gì trơn vậy? Đây. Rồi luôn rồi. Không có Super TNT trong cái ngôi đền này rồi các bạn ơi. Ây da. Thôi ít ra mình cũng loot được một ít cái món đồ để ép vô giáp nè. Chẳng hạn như là một quyển sách bảo vệ một. Cúp thì mình sẽ nâng lên hiệu suất cấp độ 3. Rồi, ổn áp. Hình như con Wither Storm nó sắp tới đây rồi các bạn. Mình nghĩ là mình nên chạy trước thôi, trước khi quá trễ ha. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi khám phá những cái công trình. Để xem coi, nếu mà hơn á, giống như hồi nãy mình khám phá được một công trình nó có đồ ngon á, thì sẽ có xác suất chúng ta tìm được cái kiểu như là Super TNT ha. Ui nhưng mà không ổn rồi các bạn ơi. Ôi trời, cái con này nó bị hiệu ứng của cái con Wither Storm lây lan lên người rồi. Ôi no. Nó ngay sau sau lưng mình rồi. Ấy, nó bắn mình. What the heck. Kìa kìa, mấy con xương, mấy con creeper đều bỏ chạy hết. Một số con nó còn bị dính hiệu ứng nè, như con zombie này. Đi. Chạy đi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Oh my gosh. Rồi, sức mạnh của nó đã lây lan lên những sinh vật khác rồi các bạn ơi. Ờ, kiểu như nó phơi nhiễm á. Ghê thiệt chứ. Được. Ui da. Hên là mình không có bị phơi nhiễm ha. Hôm bữa mình ở bên Twilight Forest mình đã bị phơi nhiễm một lần rồi, nên là mình thấy ghê lắm. Tốt nhất là giữ khoảng cách với nó tiếp thôi. Được. Ôi nhưng mà hình như bây giờ hiện tại nó đang di chuyển chậm dần lại hay sao các bạn ơi. À, nó nhanh chậm thất thường ha. Ok, vậy đó cũng là một cái tín hiệu tốt cho mình, để mình có thời gian trốn nó chung gì hết á. Yêu. Kể cả những sinh vật bình thường trong Minecraft mà nó hay dí mình như là zombie, creeper đồ á, mà bây giờ gặp cái con này cũng bỏ chạy là các bạn hiểu rồi đó. Ồ, rồi mấy con này chưa sợ nè. Chưa sợ thì thôi, một hồi các ngươi cũng sẽ sợ thôi. À, chạy trước đây. Enderman. Yeah, kiếm thêm ngọc các bạn ơi. Ui. Nhưng mà gần đây cũng nhiều quái, nó đang để ý mình lắm nha. Tránh xa tôi ra, đừng có cho anh VN nữa. Ở đâu rồi? Có Enderman rồi. À đây đây đây. Lỡ đây. Đúng rồi á, nãy mình không dùng cái cây có nhặt ba ta. Đúng rồi, mình có cây kiếm có nhặt ba mà mình quên mất. Ui, trời đất ơi. Xíu nữa là báo rồi. Ê, mình mới thấy. Ủa giống như là trước mặt mình có công trình. Ê, mà trong rừng có lẽ nào đó là cái ngôi đền không? Ngôi đền trong rừng. Nhưng mà cái này nó có vẻ là cao hơn so với ngôi đền bình thường nha. À. Ui, mình cũng bị dính hiệu ứng nè. Vậy là đây là một trong những công trình mà có thể cho mình đồ ngon nha. Mình để ý những công trình nào mà nó có cái hiệu ứng đào chậm giống như vậy nè, là sẽ cho đồ ngon ấy. Thử coi. Nào, không ngon lắm. Rồi, đi xuống. Rồi, mình nhớ rồi. Công trình này mình cũng đã có kinh nghiệm khám phá. Nó cũng sẽ có rất là nhiều bẫy đấy. Nè. Nhảy nhẹ qua một cái. Tao mà cho anh VN mình được. Ok. Tiếp tục. Ê, có bẫy. Ây. Trời đất ơi, gáy sớm làm gì. Nó bắn thẳng vô mông luôn. Cúc Hà, có gì không? Cái đường đi xuống tầng dưới. Ok. Hên là nó mũi tên độc có vài giây hả các bạn, nên cũng không ghê lắm ha. Rồi, chỗ này thì cũng có bẫy nha. Đó. Kệ, mình chủ động phá bẫy đi, đỡ hơn là nó gớt thẳng vô đầu mình. Khúc này hình như không có bẫy. Rồi, tới chỗ này thì chỉ cần ba cua hả ta? Phải không á? Thôi, ba cua chi cho mệt. Vậy đi cho nhanh các bạn. Rồi, còn gì khác không? Vậy là hôm nay chúng ta khám phá tới tận hai công trình luôn. À, đầu tiên là một cái kim tự tháp,
Tiếp theo là một ngôi đền trong rừng ha. Và để xem ngôi đền này sẽ cho mình cái món đồ gì xịn sò đây. Hình như mình phải qua một bển để chúng ta bấm vô cái khối chơi nhạc á các bạn. Và cua tiếp đó. Ok luôn. Dùng xô nước luôn. Rồi, kích hoạt được một cái rồi. Tương tự thì bên đây hình như cũng sẽ có một cái để cho mình kích hoạt nữa. Nhảy quá. Dùng xô nước tiếp. Ok, kích hoạt được hai cái. Thì cánh cửa nó sẽ mở ra ha. Đây rồi, công trình này có vẻ khá là nhàn luôn. Không có chiến đấu nhiều các bạn. Đa số là bắt cua thôi. Ôi. Ê, có bot hả? Ui ui. No. Chơi. Công trình này có bot các bạn ơi. Không ổn ơi, mình chủ quan quá. Yêu. Táo vàng. Một xíu, cấp bách quá là chúng ta ăn táo vàng vô ha. Mình sẽ lấy cung mình bắn nó trước. Ê, nó gấp được mình rồi. Ui, cái con này. À. Nó mạnh hơn mình tưởng nha. Nó còn có đàn em nữa. Còn bot kìa. Bắn nó. Ê, nó độn thổ ơi. Wow. Con này còn có skill độn thổ thần thánh nữa. Định làm gì? Nó định gấp mình đó. Ủa, hên quá, không sao. Mình né được. Ủa, nó tức giận kìa. Ê, mình bật cái khiên này lên. Đó, có cái khiên này nó đỡ cho mình được mớ đam các bạn. Ê, nó độn thổ để nó chôn sống mình nữa. Con này ra đòn nham hiểm vậy. Ê. No. Ê. Gặp đối thủ mạnh rồi. Căng nha. Ê. Mình mà đã thương được nó thì nó xác định. Ê. Nó lại dở trò nữa rồi. Sơ hở là kẹp hả? Con gì đâu mà kỳ cục. Nó còn phun lửa nữa cơ. Ghê gớm chưa? Ây da. Chiến thuật hợp lý bây giờ đó chính là mình sẽ leo lên và bắn nó ha. Ê. Nhưng mà nó không cho mình làm điều đó các bạn ơi. Cứ độn thổ miết à. Để coi. À, độn thổ. Ui. Đuổi nó nhào lên kìa. Ô mày chui. Ai. Nó gấp liên tục luôn á. Mình không có cơ hội để tấn công nó luôn á các bạn. Cái con này. Trời ơi, nó thành tinh rồi. Phải dùng tới cái khiên tiếp thôi. Chứ không thôi là một hồi mình đi thiệt á. Rồi. Người gấp hộp đúng không? Úi da. Này thì gấp hộp. Tới số nha. Chơi không xanh chính gì hết. Ủa đâu rồi? Ủa? Ủa sao nó biến mất rồi? Ủa? Ủa đang đánh nhau mà. Ok. Trời ơi các bạn thấy con này nó lại không? Nó bán hành cho mình hư luôn một cái ủng rồi. Rồi nó chạy các bạn. Đi cốt. Nhưng mà hên quá mình cũng loot được đồ trong công trình này. Được một cái eco sát. Một cái đôi ủng. Wow. Đôi ủng này khá là ngon nha. Cho mình tốc độ. Rồi giảm sát thương khi rơi nè. Bảo vệ nữa. Hết rồi. Ok, sơ qua thì nó cũng có đồ ngon ha. Chỉ là hơi tiếc mình không có trả thù được cái con mà nó kẹp kẹp. Rồi nó chích lửa mình nữa. Cay thiệt. Rồi giờ thì chắc rời khỏi cái ngôi đền này thôi các bạn. Quá đủ rồi. Thế nhưng tới bây giờ mình vẫn không tìm được cái Super TNT nào hết. Ai à. Sao mà mình nhỏ dữ vậy trời. Vẫn còn một cái phương án khác để chúng ta có thể tìm được Super TNT nha. Và chắc bây giờ mình thực hiện luôn đi các bạn. Bây giờ mình đã có khoảng cách với cái con Wither Storm rồi. Và cách mà mình đề cập tới đó chính là thử vận may trong những cái khu mỏ ha. Vì sau khi mình search Google các bạn thì mình biết một cái thông tin mới. Đó chính là trong khu mỏ cũng sẽ có xác suất mình tìm ra được những căn phòng chứa Super TNT nha. Nên là thử thôi. Chứ những cái công trình mà nãy giờ mình khám phá thì mình không đủ hên để nhặt được cái Super TNT đó rồi. Ừ. Ui, kim cương luôn. What?
Phía bên này nó có một cái công trình gì nè các bạn ơi. Được gì ta? Mình nghĩ coi gặp thêm kim cương không các bạn. Ừ, sẵn tiện cày thêm kim cương để mai mốt mình cần dùng tới nữa. Và đây. Ủa? Mắt gián điệp. Đây là Stronghold. Oh my god. Vậy luôn hả? Được vậy. Để coi coi trong Stronghold á, nó có kiểu như có Super TNT hay không nha. Đây cũng là một trong những công trình khá là to nè. Ờ, mà sơ qua thì mình thấy nó toàn là cất khoáng sản không à các bạn ơi. Có quặng nữa nè. Sẽ đào mấy cái quặng này luôn. Có vàng tiếp. Ok kìa. Vậy là không có Super TNT ở đây rồi. Có kim cương. Có luôn. Yeah. Được thêm hai quặng. Khá là ok, phía trên này còn thêm một khối vàng nữa nè các bạn. Rồi, lỡ rồi chúng ta đi dài vòng ở đây luôn á. Coi coi có tìm thêm được cái gì giá trị hay không. Ừ, sẵn tiện mới mốt á, mình mà kiểu như có đủ số lượng mắt Ender á, mình cũng có thể trốn qua The End để chúng ta né cái con Wither Storm ha. Nhưng mà cũng hên xui lắm, nhiều khi quăng bển quýnh không lợi cái con rồng Ender là mệt nữa. Bởi vì giờ chưa có đủ đồ các thứ nên mình cũng hơi rén các bạn à. Thư viện. Đây rồi. Chỗ để mình kiếm sách ép vô giáp là đây chứ đâu nữa. Hoặc là ép vô vũ khí cũng được. Để coi. Ây da, không có sách nào ngon hết vậy. Ê, ở đây có bảo vệ cấp độ 2 nè. Tạm ổn. Với quyển sách này thì mình sẽ ép vô cái nón đi ha. Bảo vệ 2. Cũng như là ở dưới nước luôn. Ok. Cái ba lô mới nâng cấp ở đầu video thì bây giờ nó đã đầy tiếp rồi các bạn à. Hay à, tốc độ linh hồn. Giảm sát thương khi rơi. Hai cái quyển này mình cũng có thể ép tiếp được nè. Sẽ ép vô cái ổn ha. Yeah, cái ổn này sẽ di chuyển cực nhanh trên các linh hồn luôn. Tuyệt vời. Ê, con nào đánh vậy? Ở đây có mấy con quái mới các bạn ơi. Đây là quái mới nè, nó rơi ra mấy cái mảnh gì tím tím. Voi chào. Wow. Nữa. Khá là nhiều luôn nha. Hình như đó là một cái sinh vật chỉ xuất hiện ở trong Stronghold thì phải. Trong này có rương nè. Được thêm một ngọc. Quá im. Không ổn rồi các bạn ơi. Con Wither Storm nó tới rồi. Ây da. Nữa rồi. Hồi nãy á, mình còn thấy nó triệu hồi ra mấy cái con quái giống như là đàn em của nó vậy các bạn. Ui, nó bắn qua đây. Ui. Hên. Không trúng mình. Trời ơi, đây còn có cái động bàn tơ nữa. Anh thằng à, mình mở đảng là xác định rồi. Chạy đi sói ơi. Ở kìa, sói lại chạy đường đó. Đúng rồi, chạy thôi anh. Mình có xương không? Đây mình có hai khúc xương. Được không? Ui, thôi xong rồi, mình không có làm bạn với sói được. Ý, không cứu được rồi. Thằng ai đi lo nha. No. Ui, sói ổn không vậy? Hình như mình không cứu được sói rồi các bạn. Thôi, lên xuồng rồi chạy tiếp thôi. Mình sẽ đi đường xéo ha. Ok. Lê. Kìa, nó bắn quá. Hên quá, nãy giờ nó không có hút chúng mình đó các bạn. Đó cũng là một cái điều khá là hên cho mình á. Ê, nó quét qua đây. Ây da. Suýt nữa hả? Ok, mình đã ra khỏi cái vùng nguy hiểm rồi các bạn. Giờ thì đã an toàn hơn một xíu ha. Mình ở trong cái phạm vi của nó là cái bầu trời dễ biết lắm. Nó sẽ chuyển sang màu tím luôn. Yêu. Vậy là hiện tại tới cái giai đoạn này á, thì tốc độ của nó sẽ có lúc giảm xuống khá là sâu ha. Mình sẽ có thời gian để chạy trốn nó ok hơn. Để mình coi lại tiến trình nè. Mình vẫn đang ở cái tiến trình đó chính là tìm Super TNT. Nhưng mà chưa có tìm được á. Vậy là kế hoạch A thất bại các bạn à. Đó chính là đi khám phá bản đồ cũng như là tìm công trình á. Chắc là mình sẽ phải chuyển sang kế hoạch B trong thời gian sắp tới thôi á. Chứ với cái đà này thì sẽ còn lâu mình mới đánh bại được cái con Wither Storm cực kỳ bá đạo này. Ok, hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện được cái kế hoạch B ha. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox cũng như là thử dựng máy Roblox á, thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop Lập có đặt dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì
Lộc vẫn sẽ lên đường để chạy trốn con này thêm một khoảng thời gian trước khi thực hiện cái kế hoạch B thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất. Bye bye. Oh my god, nó ở giai đoạn 5 rồi các bạn ơi. Ở con này như nó nổ. Ui, nó đổi chế độ rồi. Ây, bây giờ mình đang đứng ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm luôn á. Nó mà hút mình vô là khỏi chạy các bạn ơi. Ây, ây, ây. Ê, ây. Tấn công vô. Đấy rồi. Ui,